Em chào thầy ạ. Hôm nay rất là vinh dự được mời gọi lên, được giao lưu trực tiếp với thầy, thầy rất là quý. Thì em cũng là cái người rất là đam mê về cái môn khoa học huyền bí, và em cũng nghiên cứu về tử vi và nhân tướng học cũng lâu rồi, và em cũng thấy rất là thú vị và rất là hay khi được nghe thầy giảng hôm nay. Thì em cũng có một cái câu hỏi là, vì khi em đọc về nhân tướng học ấy, thì tất nhiên là về những cái bộ vị như thầy nói cũng rất là quan trọng rồi, nhưng mà còn có những cái bộ vị khác như là tóc này, hay là da này. Tức là ngoài dáng đi thì nó có thể là nói về cốt cách rồi, nhưng mà ví dụ như da và tóc, hoặc là ví dụ như nói về cái hạnh phúc gia đình, thì người ta còn ngoài mũi thì người ta còn nhìn vào cái gọi là gian môn. Thì hai cái bộ phận là mũi và gian môn là cũng là cái nói lên về cái hạnh phúc của vợ chồng, hoặc là cái ấn đường nó là tượng trưng cung mệnh thì nó cũng rất là quan trọng ấy. Thì em cũng muốn thầy nói kỹ hơn về những cái bộ vị đấy quan Cái trọng. độ chính xác của hình tướng nó không cao đâu. Vâng. Đầy người ấn đường xấu mà cuộc đời rất thành công. Vâng. Đầy người gian môn đẹp mà vẫn ly dị. Vâng. Hiểu không? Tức là mũi kết hợp với gian môn chẳng hạn, hoặc là em Ế thấy cả mũi mũi nhiều luôn. lò. Đầy người mũi đẹp, gian môn đẹp vẫn cứ ly hôn. Vẫn cứ lục đục. Gò má tròn này thì nó tâm mong cầu nó nhiều, Vâng. nhưng mà Chứ cái không phải là tâm gò mong má cầu trơ xương. Gò má trơ xương hoặc là quá cao lộ xương ấy thì không tốt đúng không ạ? Còn nếu mà gò má phụ không nữ hẳn mà đâu, kiểu như là gò má phụ nữ tròn đầy vẫn đầy tâm tham, tôi thấy vậy đó, chứ chả cần trơ xương. Nữ chủ doanh nghiệp gò má tròn đầy nhưng mà còn em thì em cũng đồng tình với cái hầu quan hết điểm của là ly hôn. Cái gò má nó liên quan đến hôn nhân nhiều hơn cái gian môn rất nhiều. Hầu hết những người mà ánh mắt dữ mà gò má lớn là hầu hết đều ly hôn đấy. Chả liên quan gì đến mũi và gian môn ở đây cả. Thế là cái người phụ nữ mà gò má lớn thì họ hay giận dỗi, họ hay phàn nàn, họ hay chỉ trích. Thì theo em nghĩ một người chồng họ lấy với một cái người vợ hay giận dỗi, hay phàn nàn, hay chỉ trích, họ hạnh phúc hay đau khổ? đau khổ ạ. Thì đau khổ mà họ chịu được thì nó còn êm, không chịu được thì nó ly hôn, đúng không? Theo sách Rồi nhân tướng sao? học ngày xưa thì nói về phụ nữ ấy, thì nhìn thu tinh là nhìn mũi đầu tiên đúng không ạ? Cái mũi là quan trọng nhất về thu tinh đúng không ạ? Nó ghi như thế thôi chứ mình cũng chỉ xét tương đối thôi. Tức là em đừng vội vội tin những gì các cụ nói, nhiều khi các cụ nói tầm bậy sao? Thì em thực ra em tự em nghiên cứu về tử vi về nhân tướng thì em thấy là kết hợp cái đấy mới là chuẩn nhất. Tại vì khi mà em thấy là kết hợp tử vi nhân tướng và cả chỉ tay nữa thì thường là nó sẽ mang tính chuẩn xác hơn. Còn thần số học thì lần này em mới được học thì em thấy nó cũng rất là thú vị ạ. Bây giờ như thế này, Dạ. em đi học chánh kiến 1, chánh kiến 2 rồi vào hành trình Dạ, nhân sự kế vâng. thừa đi, chứ em đang bị kẹt giống như ngày xưa tôi đọc nhân tướng là tôi bị kẹt mất 15 năm. Sau đó khi tôi gỡ ra được thì tôi sẽ thấy xét nhân tướng có rất nhiều chỗ sai. Vâng. Đúng rồi, nó cũng Đó. tương đối chứ ạ. Vâng. Và hiện giờ em đang bị kẹt vào bộ vị. Vâng. Em đang kẹt vào bộ vị. Mà em cứ Em kẹt thấy vào bộ cốt vị cách. đó, Vâng. Vâng. em sẽ học cả đời, em đọc cuốn sách khác nó sẽ viết khác, của tác giả khác họ sẽ viết khác. Thế là bây giờ em theo ai? Cái mũi của tác giả này nó ghi 30 loại mũi, tác giả khác nó ghi lên 50 loại mũi, thì em học em tin ai? Đúng không? Mắt cái tác giả này nó ghi 10, 15 loại mắt, tác giả kia nó ghi 50 loại mắt, thì em nghe ai? Em sẽ chết chìm. Vâng. Giống như là mình vào trong rừng á, mình tìm hiểu về một cái cây trong rừng, mình ngồi mình đếm lá là em sẽ chết chìm. Vâng. Thay vì mình đếm lá thì mình hiểu nguyên lý của cái cây vận hành. Vâng. Nguyên lý từ một hạt mầm nó mọc lên, rồi cái lá nó mọc lên nó đón ánh nắng như thế nào, rồi cái thân cây nó lớn lên ra sao, thì lập tức em hiểu về cái cây, không cần phải ngồi đếm lá nữa. Còn bây giờ mà em học mũi, gặp mắt, gặp lông mày, gặp gian môn, gặp gò má, gặp trán, gặp tai như thế là em học cho đến 30 năm nữa em vẫn là thằng mù về nhân tướng học. Em Vâng. là thành một người cực kỳ uyên bác về nhân tướng học, nhưng xem nhân tướng học nó trở thành thằng mù sờ voi. Có những lúc em xem cực kỳ đúng và có những lúc em xem sai lè lè ra vì em đếm lá trên cành. Vô tình Vâng. một người nào đó khớp vô cái lá trên cành của em thì em xem rất đúng, chật một phát xem sai luôn.
vì em không hiểu được nguyên lý nó vận hành từ gốc rễ nó mọc lên là gì. Vâng. Thì chỉ khi nào mình hiểu cái nguyên lý nó mọc lên là gì thì tự động mình sẽ phá chấp về nhân tướng. Em hiểu nguyên lý nó mọc lên là gì, em sẽ phá chấp luôn cả kinh dịch. Em sẽ gần như học môn gì cũng dễ. Còn không hiểu nguyên lý là mình phải đi thuộc cành lá. Thuộc cành lá học thuộc đến chết luôn, mà rồi vẫn có nhiều trường phái nó cứ ngược nhau. Cũng phải công nhận là thầy thì kết hợp cả cái bộ vị, ngoài bộ vị gọi là hình hình tướng thì phải kết hợp với cả những cái yếu tố khác thì em thấy rất là đúng, em cũng công nhận là như thế. Chỉ có điều là em mới đọc sâu nhiều về cái hình tướng thôi, tức là các bộ vị thì em vẫn đúng, tất nhiên là phải cả cốt cách rồi các thứ nữa, khẩu Lưu ý một khí. điều này, lưu ý này, Vâng. sách nhân tướng ở bên ngoài gần như không có sách viết về tâm tướng. Vâng. Em cứ yên tâm, em mua 10 quyển sách nhân tướng bên ngoài thì hết 9,9 quyển nó viết về hình tướng. Vâng. Đây là cái chết của sách nhân tướng. Ngày xưa tôi bị nó 15 năm, nó đánh lừa tôi 15 năm. Sau khi mà tôi thông Vâng. được chánh kiến một, tức là thông được nhân quả, tôi dùng nhân quả tôi quay ngược trở lại, tôi gỡ nhân tướng, thì môn nhân tướng trở thành một môn sáng trưng trở lại, dễ dàng trở lại. Và lúc này là Vâng. tôi dạy nhân tướng có cần có 2 ngày thì là xong toàn bộ một hành trình một người bình thường mất 10 năm. Và trong lớp nhân tướng tôi dạy là có những người đã làm thầy tướng mười mấy, 20 mấy, thậm chí 92 tuổi còn đi học. Có một cụ râu tóc Vâng. bạc phơ 92 tuổi, đông y lý số cái gì cũng học, mò đến lớp học.